Hi, hello. Cần anh chụp giùm không? Hả? Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại bây giờ hai anh em mình đang có mặt tại quảng trường Lâm Viên. Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Ở đây là Hoa Hướng Dương. Còn này cái ngôi nhà này là nhà kính. Một cái ngôi nhà kính làm bằng kính mọi người ơi. Là ở trong này nó có gì? Không có gì hết trơn. Ở trong này nó không có gì hết trơn. Ok mọi người, để hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng cái ngôi nhà kính này nha. Trời. Tham quan một vòng cái ngôi nhà kính này. Wow, khá là rộng và khá là đẹp luôn mọi người ơi. Ở phía dưới này là cái hồ Xuân Hương. Phía dưới này là cái hồ Xuân Hương nha. Khá là đẹp và khá là rộng. Đây mọi người. Chào cái đi. Đây mọi người. Wow, một cái ngôi nhà kính tuyệt đẹp luôn mọi người ơi. Đây, để mình vào một xích trong một tí xíu để mình xem coi cái hoa này là cái hoa gì ta. Wow, một cái hoa rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nguyên một dãy hoa luôn nè. Khá là đẹp luôn. Phía dưới này là cái hồ Xuân Hương nha mọi người. Hồ Xuân Hương nằm phía dưới này. Một cái quảng trường rất là lớn luôn. Trời ơi trời. Đây là những cái lan can mình đi xuống dưới nè. Đó có một cái hộp đèn quảng cáo luôn kìa. Rất là đẹp luôn. Rất là lớn luôn mọi người. Mọi người thấy không? Cái hồ Xuân Hương nó chạy dài từ đằng đó. Từ đằng đó mà nó chạy dài tới đằng này luôn nè. Trời ơi, có ảnh bữa nay ảnh được lên quảng trường này, cái ảnh nhảy coi kìa. Ở đây thì khách tham quan du lịch rất là nhiều luôn mọi người. Nhưng mà nó chưa nhiều bằng buổi tối mọi người ơi. Hello. Wow, có một đôi đang chụp ảnh kìa. Wow, một cái quảng trường rất là lớn. Bây giờ là Bob Artiso điểm check in, rất là nhiều người check in tại Bob Artiso này. Bên đó phải không? Đúng rồi. Gọi là gì? Bob Artiso. Bên trong nó là một quán cà phê đó. À. Còn cái vòng xoay con ốc đó. Đó thì Bob Artiso đó, còn cái này là con gì? Con gì không biết nữa. Hai người đẹp đang chụp hình selfie. Ké đi. Nó tính chụp ké đó mà nó té đó. Ai wow. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Bây giờ mình đi qua bên cái tòa nhà này đi. Toàn là làm bằng kính không? Làm bằng kính không á mọi người. Cái tòa nhà này là cái tòa nhà gì? À, cái này là chỉ là cái đường đi xuống siêu thị thôi. Đây là siêu thị Gâu. Đường đi xuống siêu thị Gâu. Bây giờ mình sẽ tham quan phía bên ngoài trước đi, chút xíu mình sẽ vào siêu thị. Đây là một cái tòa nhà. Wow, ở đây người ta check in ở đây khá là nhiều. Đó, người ta chụp hình, người ta check in khá là nhiều luôn mọi người. Thank you.
Đây nè, mình thích nhất cái cây à? Bán mì đó, đó hôm qua mình mất 20 chị gì cái cây bán mì nè. Cây này đúng rồi, bữa là mình chỉ review cái cây nước thôi đúng không các bạn, nhưng giờ thì có cái cây bán mì nè, các loại mì luôn đó. Thấy không, thấy nó bình thường vậy thôi, nhưng mà các bạn mà đã đút tiền vô rồi thì nó không thối thì nó không thối luôn. Quá wow. Chơi gì kỳ vậy, qua cháu chơi ngu cháu đút 20 vô cho tính lấy là 2 tờ 10 ngàn. À rồi cháu đút vô nó thối là có một tờ, còn một tờ nó nằm nguyên trong đó, nằm luôn, mấy hết tiền. Ơ trời ơi, mấy tiền trả lại cho bạn cuối cùng, đi đổi qua vậy xong nó mới xóa mất luôn. Rồi xong luôn. Đút thêm 10 ngàn vô nữa thì nó cũng lụm luôn chứ không có làm rồi gì. Xong luôn, cái này tại mình chứ không tại ai, đừng có đổ thừa tại ai không luôn. Nhưng mà cháu phải xin người ta thêm 5 ngàn nữa mới rất được. Là đẹp luôn mọi người ơi. Ở đây có những cô bé đang chụp hình check in nè. Đi. Đi. Ủa cái đường này xuống đâu? Xuống khu Bộ Hoang thôi. Cái đường này xuống khu Bộ Hoang hả? Nhà kho Bộ Hoang. Ở đây người ta vẽ rất là nhiều luôn nè. Wow, vẽ xấu dữ cái mày. Vẽ xấu dữ vậy? Dưới kia nó còn tầm bậy tầm bạ hơn á. À, dưới nhà vệ sinh dưới nó còn tầm bậy nữa hả? Ủa thôi, đi. Bú ấy em không á. Nó như vậy á. Hello. Chào mọi người đi, chào mọi người đây. Qua. Đây, cái này cái gì đây? Bông gì đây? Cái bông gì không biết. Bông gì mà đẹp dữ vậy nè. Nó hơi héo rồi. Hơi héo hết rồi. Tiếc là nước không? Uống nữa coi. Nhưng mà nó héo rồi sao còn nước? Không, tươi nó mới còn nước chứ. Các bạn nào mà chưa biết á thì có thể đến đây mà check in chụp ảnh cái đúng cốc rồi. Này rất là đẹp luôn nha các bạn. Ở đây là mấy cái chị dừng xin quá chừng. Xin quá chừng luôn ha. Ui quá. Wow. Đây nè. Quá xinh dạ, quá xinh luôn nè. Dạ mình cùng với các bạn đi vô siêu thị. Hi, hello. cần anh chụp giùm không? Hả? Đây là hướng vô siêu thị nha. Bây giờ mình vô đó tham quan đi. Nhiều đường vô siêu thị lắm các bạn ơi. Mình vô đây mình tham quan một vòng siêu thị Gâu này đi. Để coi thử trong này nó có cái gì nó lạ. Wow. Trai xinh gái đẹp không ạ? Trai xinh gái đẹp không à mọi người ơi. Phía bên đây là Lotte. Ở bên đây khu vui chơi dành cho trẻ em. Còn bên kia là khu game. Và trong kia là khu thang máy nha. Đâu? Đó. Ở đây là khu Lotte hả? Khu đồ ăn Lotte à? Đây là khu vui chơi dành cho trẻ em. Cuba. Đây là thang máy nè. Thang cuối. Đây là cái thang cuốn, cái này đi xuống không? À bây giờ mình đi xuống đi. Chà. Im à. Cây ATM luôn kìa. Có cây ATM luôn. Còn bữa nó có 3 cây, giờ nó còn có 1 cây một. Wow. Hello. The name? My name is Jonel. My name is Nice to meet you. Wow, biết tiếng Anh luôn. Biết tiếng Anh luôn. Okay. Bye bye. Úi giời ơi giời, nó biết tiếng Anh luôn ông nội mẹ ơi. Không có gì mà có thể cản được. Ở đây thì cái khu này bán đồ lưu niệm.
trang sức dây chuyền các dây chuyền nè. Ở đây thì bán đồ chơi. Ngoài bên đây thì kim khí điện máy. Wow, tự nhiên vô đây cái có nhạc à trời. Wow, đẹp cực kỳ. Chỗ ta quay gái mà mày làm gì mày né mày nước hoa chami. Cái này là tinh dầu hay gì em? Tinh dầu hay gì? Wow, ở đây bán giày mọi người ơi. Bán giày khá là nhiều luôn. Giày xịn không, giày Nike không? Giày Nike là Nike gì cũng vậy chứ. Chị ta trời. Ok, bây giờ mình đi. Đây là khu ăn uống. Qua bên kia đi. Đi một hồi là hết biết đường ra luôn á. Nè, đường ra nè. Đường ra đây hả? Qua đường ra sao kìa. Lối vô. Đường ra sao kìa. À đây là lối vô gạp chiếu phim, đi vô. Rồi biết rồi. Cái này là cái bảng thông báo phim chiếu vào lúc mấy giờ mấy giờ. Vào vô bên trong. Game massage. Wow, ghế massage nè. Đút vô 10.000, 20.000 thì nó massage. 10.000 được 6 phút. 20.000 được 12 phút. 12 phút hay là 15 phút. Qua wow, đây có những cái đồ gấu người ta gấp nè. Khu vui chơi trẻ em. Quay quay. Một cái khu vui chơi trẻ em. Đó. Nguyên một khu vui chơi trẻ em luôn kìa. Ở đây thì cái khu ăn uống. Khu ăn uống cà phê. Đây bây giờ mình ra đường nào? Ra đường nào đây? Hả? Ra đường này được không? Đây là khu rạp chiếu phim. Ở đây là cái khu rạp chiếu phim nha mọi người. À mình vô rạp, mình vô cổng này. Còn bên kia là khu mua vé các bạn. Mua vé vô coi phim. Rẻ nhất là 45.000 nha. Rẻ nhất là 45.000 một vé. Tiếng mới chuẩn bị về công chiến rồi mình. 29. 10 lần nguyên trở lại. Bây giờ anh em mình tìm đường ra mọi người ơi. Vô cái siêu thị này thì nó rộng quá xá rồi. Bây giờ mình lạc vô cõi gì không biết nữa. Bây giờ đường ra đường nào? Bây giờ ra là ra đường này. Đây đây đây, ra đường đó kìa. Không. Xuống đây review camera khu xe đèn sò nhưng mà miễn phí toàn lên. À quá, wow, một cái siêu thị rất là rộng luôn chứ, cho nên là không thể nào mà mình đi hết được, đi hết nó mỏi giò lắm luôn á. Đó bạn xem khá là rộng luôn nha bạn. Qua wow, hồi nãy mình đâu ở trong này được rồi. Nó bảo ở trong đây được không đây. Đây nè. Hồi nãy nguyên một cái khu gửi xe rộng cực kỳ luôn. Trời ơi nó rộng coi nè. Đậu biết bao nhiêu ngàn chiếc xe nói. Thôi. Còn bên đây là cái khu mua sắm món ngon. Món ngon Đà Lạt. Ở trong này thì nó giống như một cái nhà hàng vậy đó. Wow, quá trời khách luôn.
bây giờ mình đi ra đây cái đi. bị lạc rồi mọi người ơi, bây giờ hết biết đường ra rồi, bây giờ ra đường nào cũng hết biết luôn rồi. Hết biết ra đường nào luôn rồi. Cái này cái gì đây? Đang khai trương trong ngày hôm nay. À, quán ăn mới đang khai trương. Đó, bị mừng. Cô Tô trà sữa. Trà sữa Cô Tô 8.000 ly à. Còn đây là kem. Còn đây là kem Tràng Tiền. Em này chỉ 15.000 à, kem Tràng Tiền nè. Không quê cũng 15.000. Ok, mình đi tiếp thôi. Ủa, bây giờ cái cổng ra cổng nào đâu rồi? Ra cổng nào đâu? Cầu thang kia đi lên, ra bãi xe. Ở đây nơi bán điện thoại rất là nhiều. Ở đây là bán gì đây? Ở đây là trưng bày cái gì vậy? À, mỹ phẩm. Mỹ phẩm. Mỹ phẩm này, mỹ phẩm nước ngoài quá. Dạ, của Hàn Quốc. Wow, cái cây này hiện đang nổi tiếng trên mạng nè. Bàn chải điện nó đang nổi tiếng luôn á. Mấy cái loại này loại chính hãng, còn cái loại mà đang bán trên mạng á là cái loại nó chính hãng từ Mỹ luôn hả? Một triệu ba. Một triệu ba một cái. Cái này là cái đánh răng bằng nước. đánh răng nước. Thôi hôm nay đừng vô mấy cái thứ mấy triệu này. Không có tiền mua ở đâu. Đồng hồ. Wow, có nhiều đồng hồ đẹp lắm luôn nè. Này là nơi bán trà thảo mộc, dây chuyền bạc kìa. Dây chuyền bạc kìa, mua tặng ghế đi. Không có tiền đâu. Đó, đi cầu thang kia đi lên. Đâu cầu thang nào? Cầu thang này phải không? Bây giờ mình đi ra mọi người ơi, chứ bây giờ mà chịu đi hết cái siêu thị này chắc nguyên ngày luôn á. Cầu thang này phải không? Ok, bây giờ mình lên trên thôi. Bò. Coi nó bò nè mọi người. Nó bò nè. Ê, cái cầu thang mà mình ra chỗ mà gửi xe mình á. Phải không? Cái này là đường ra cổng trời rồi. Ôi trời ơi, một cái siêu thị gâu đi mỏi mệt luôn mọi người ơi. Wow, ra đây thì nó khá là nắng. Bây giờ mình lên cái chỗ gửi xe thôi. Đi đường này lên chỗ gửi xe. Ok mọi người, thì mình xin kết thúc video tại đây thôi mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye.